Hoa hậu Đỗ Thị Hà phản ứng thế nào về tin đồn bị công ty quản lý gảy lạnh? Đỗ Thị Hà không được tham gia nhiều hoạt động như các hoa hậu khác khiến dấy lên nhiều tin đồn bị công ty quản lý gảy lạnh. Thời gian gần đây, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ rời công ty quản lý sau khi hết nhiệm kỳ. Lý do vì trong 2 năm vừa qua, người đẹp xứ Thanh không có nhiều hoạt động như các hoa hậu khác. Thậm chí cô cũng không được lựa chọn ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Điều này khiến dấy lên tin đồn Đỗ Thị Hà bị công ty quản lý gảy lạnh, khiến người hâm mộ của nàng hậu không khỏi bức xúc. Mới đây, bà Phạm Kim Dung, CEO công ty quản lý và Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng có chia sẻ về những tin đồn không có thật này. Theo đó, Đỗ Thị Hà chia sẻ vì lịch trình học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân khá dày đặc nên cô nàng cần tập trung cho việc học nhiều hơn, đi tham dự những sự kiện bên lề. Đồng thời, công ty quản lý cũng mong muốn nàng hậu ưu tiên việc học. Trước đó, được biết, sau cuộc thi Miss World 2021 bất ngờ rời lịch mà Đỗ Thị Hà phải hoãn thi 6 môn vào học kỳ vừa rồi. Cô đã thi tổng 13 đến 14 môn, phải chạy lịch trình liên tục nên kết quả học tập của người đẹp Thanh Hóa cũng không thể hoàn hảo như trước, nhưng cô vẫn cố gắng đạt kết quả tốt nhất và ra trường đúng hạn. Để đảm bảo được việc học, Đỗ Thị Hà đã tranh thủ học online cả trên ô tô. Không chỉ có vậy, trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã xin bảo lưu một học kỳ nên các môn bị dồn lại rất nhiều. Đây chính là lý do thời gian gần đây, cô ít xuất hiện trong các event và cũng không cùng dàn hoa hậu tham gia fashion show tại Thái Lan vào tháng 12 sắp tới. Có lẽ đây chính là nguyện vọng của Đỗ Thị Hà chứ không phải cô bị gảy lạnh như nhiều tin đồn xuất hiện gần đây. Cũng nhằm đập tan tin đồn, sáng ngày 17 tháng 11, bà Phạm Kim Dung đồng hành với Đỗ Thị Hà đã training, tập huấn, kỹ năng ứng xử và trả lời phỏng vấn. Phong thái thanh lịch, tự tin cho top 56 Hoa hậu Việt Nam 2022. Tại buổi tập huấn, Đỗ Thị Hà đã chia sẻ các kinh nghiệm ứng xử mà cô tích lũy được khi tham gia những cuộc thi trong nước và quốc tế. Cô cũng chia sẻ đã nhiều lần bật khóc khi dự thi vì áp lực và sợ ban giám khảo đánh giá, nhưng với sự chuyên nghiệp của ban tổ chức, cô nàng đã tự tin hơn rất nhiều.